La Sirena, nàng tiên cá. La Sirena. Ngoài ra mình có một cái nghĩa khác là cái còi báo động. La Sirenas là những cái còi báo động. La Sirenas. Mình có cái câu ví dụ như là En rublo ruso cae a un mínimo histórico tras el ataque de Rusia a Ucrania. En rublo là cái đồng rúp của nước Nga. Ruso là thuộc về nước Nga. Đây cái tính từ nó bổ nghĩa cho danh từ giống đực số ít. En rublo cho anh duo ha. Nguyên mẫu KR tức là suy giảm, rơi xuống. KR thì hợp quy tắc A. Ở hiện tại đơn đối với ngôi thứ ba nó sẽ là bỏ ER và thêm E vô K. Un minimo historico có nghĩa là một cái mức tối thiểu nhất lịch sử. Tras sau khi an attack sau cái cuộc tấn công de Russia a Ukraine, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Ukraine đồng rúp đã giảm một cái lượng thấp, giảm trở thành một thấp nhất lịch sử. Tính từ historical, historica là thuộc về lịch sử nha. Đồng rúp của Nga đã giảm ở một cái mức lịch sử thấp, lịch sử nhỏ nhất lịch sử sau cái cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. El asesino. El asesino là cái kẻ giết người này. La assassina, el asesino. En serie là hàng loạt. Kẻ giết người hàng loạt. El asesino en serie. La apertura, sự mở đầu. La apertura. Martial thuộc về võ thuật, thuộc về quân đội. La ley là luật. Thì mình có cái cụm la ley martial có nghĩa là thiết quân luật. Khi một đất nước chiến tranh thì cái luật coi cho đất nước đó sẽ tạm thời sử dụng thiết quân luật thay cho luật pháp dân sự bình thường. La ley martial. En homologo, đối tác. En homologo. Derrotar, động từ là đánh bại, đánh thắng. Derrotar. Ví dụ như mình có cái câu là Washington enviará armamento peronotropas a Ucrania. Nghĩa là Washington sẽ gửi, enviar tức là gửi. Nhưng mà ở đây thì tương lai đơn cho ngôi thứ ba, nó, anh ấy, quý bạn, cô ấy thì nó sẽ là enviará thêm a vô a phía sau ha. Sẽ gửi armamento vũ khí. Pero nhưng mà la tropa là đội quân. Tropas là những đội quân nhưng mà không có quân đội, nhưng mà không có quân đội. À, Ukraine đến cái đất nước Ukraine. Washington sẽ gửi vũ khí nhưng mà sẽ không gửi quân đội tới Ukraine. La aggression, sự kích động. La aggression.